Trời, các bạn kia cơ mà búp bê chạy lóc nhà kìa. Trời, cho bạn búp bê xuống chứ để té đó. Âu ơi, rồi bạn búp bê đi mua đồ đó. Ê, bạn búp bê mua gì đây? Nay em chủ Kiệt bán nhiều đồ rồi à. Rồi, bạn Kiệt bán cho cái kẹo đi. Đâu, bạn Kiệt giới thiệu cho các bạn có kẹo gì vậy? Đây, quá trời kẹo luôn các bạn ơi. Này, kẹo gì đây? Bạn búp bê kẹo gì đây? Kẹo con bò sữa hay ăn kẹo em bé? À, cho kẹo con bò sữa đi. Cho cái kẹo con bò sữa nha. Kẹo là bữa sô-cô-la hay kẹo con bò sữa, sữa con hơn? Sữa có sô-cô-la đó. Sô-cô-la, đây. Rồi, lột ra giùm luôn đi, cho búp bê ăn. Búp bê đâu lột được đâu. Quá wow, ngon quá các bạn ơi. Rồi cho miếng nha. Nhâm 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 nhâm. Đây các bạn ơi, hôm nay bạn chị sẽ có một cái căn nhà nhà liều khác nha. Đây là nhà liều máy bán hàng tự động nè. Rồi bây giờ bạn chị sẽ mở cho các bạn xem nha. Đâu cái liều đâu rồi ta? Để cho các bạn xem cái hình đó. Wow, trời quá trời luôn. Gió quá. Wow, đây là cái máy liều nha. Đây này các bạn ơi, bây giờ anh Kiệt sẽ ráp hình cái ngôi nhà bán nước này nha. Đây, quá đẹp ghê chưa. Đây, là bây giờ bạn Kiệt sẽ ráp thử căn nhà này cho các bạn xem nha. Quá, cái này nó ráp dễ hơn kia các bạn ơi, cái này nó gắn sẵn luôn nè. Bây giờ mình chỉ gắn vô thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp như thế này đây. Quá, thành một căn nhà hoàn chỉnh nè. Đây là một cái khung đứng nha các bạn. Ừ, khung đứng á. Rồi ráp tiếp thôi bạn Kiệt ơi. Và đây là một cái khung nhà thứ hai nha. Đó, khung đứng thứ hai nè. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ ráp mấy cây nhỏ lên nha các bạn. Ráp cây mấy cây bình hông á. Đây phun quá trời cây luôn. Rồi mình sẽ xếp nó lại trước. Xong rồi họ mình sẽ dựng đứng lên. Như thế này đây. Đây mình dựng đứng lên gì nè. Đó. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ dựng đứng cái cây này lên xong rồi đắp thành căn nhà nha. Qua cái nhà này ráp nhanh hơn cái nhà kia hả bạn Kiệt? À này nó có dây khớp sẵn luôn các bạn ơi. Ráp rất là nhanh nha, rất là dễ luôn. Rồi, ráp một cái khung lên nữa xong mình sẽ dựng đứng căn nhà lên nha. Rồi, ráp phụ bằng kiệt thôi các bạn ơi. Đợi gần xong rồi. Wow, xong rồi các bạn ơi. Rồi, dựng căn nhà lên. Wow, một cái khung nhà đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ... À quên, bằng kiệt ơi, mình bỏ thảm với bằng kiệt ơi. Đây nè các bạn ơi, mình có hai tấm thảm nghe, một tấm thảm lông nè, mềm lắm á. Và một tấm thảm này nữa. Đang ngủ được luôn hả? Trời ơi. Đây tấm thảm em bé nữa nè. À, thảm này là thảm chữ cái nha. Rồi bây giờ mình lót thảm vô trước. Trời ơi, bạn Kiệt lót. Ôi nó tặng cho mình hai cái thảm đẹp quá các bạn ơi. Rồi lót thảm vô. Rồi lót mấy nhà lên thôi bạn Kiệt ơi. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ráp cái mái nhà lên nha. Mái nhà như là cái nhà hôm bữa vậy đó. Wow, sắp thành căn nhà rồi các bạn ơi. Rồi chỉnh lại cho nó đẹp đi bạn Kiệt ơi. Đây các bạn ơi, mình sẽ chỉnh lại cho nó đẹp nha. Một cái mái nhà bán hàng tự động, ngôi nhà liều bán hàng nha. Wow, đẹp quá. Trời ơi, ông chủ Kiệt ơi, có nhà không? Đâu rồi? Đây các bạn ơi, cái nhà này chui được hai đồng luôn hả? Đâu, đâu? Wow, ngoài sao nó có một cái cửa nè các bạn ơi. Cái máy, cái nhà liều này á,
nó có cửa trước cửa sau luôn nha. Để coi mình coi đây ông chủ Kiệt này bán cái gì vậy ông chủ Kiệt? Hôm nay mình bán kẹo nè, bánh. Ủa, quá trời luôn các bạn ơi, có bánh kem sinh nhật nữa nè, trà luôn, rồi bánh hot dog nữa nè. Đây hộp quà sinh nhật. Tem nữa. Hộp kẹo nữa nè. Bình mật ong nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình bán hàng nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ trang trí căn nhà rồi mình bắt đầu mình bán hàng nha. Đây mình xỏ vô cái hình tam giác nè. Quá trời hình tam giác đẹp luôn. Đây, bây giờ bạn Kiệt sẽ trang trí căn nhà này nha. Trang trí mấy cái cọng dây nè. Đẹp ghê chưa? Đây là hình tam giác quá trời màu luôn. Hôm nay trời bão gió quá trời luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Kiệt chuẩn bị bán hàng đi nha. Mình kêu mấy bạn búp bê qua mua. Ê các bạn ơi, bây giờ trời sáng là bạn Kiệt bắt đầu dọn hàng ra bán nha. Xin chào ông chủ Kiệt. Ấy quá trời đồ luôn các bạn ơi. Quá trời đồ luôn nè các bạn ơi. Hôm nay ông chủ Kiệt sẽ bán hàng nha. Bán hàng với ngôi nhà nè, nhà liệu bán hàng nè. Rồi có ai mua chưa vậy? Chưa, sáng mai không biết ai mở hàng á. Vậy hả? Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đợi bạn Kiệt nghe một hồi có người nào qua mua không nha. Trời các bạn Kiệt ơi, bà búp bê chạy lóc nhà kìa. Trời cho bà búp bê xuống cho để té đó. Ông ơi, rồi bà búp bê đi mua đồ đó. Đây bà búp bê mua gì đây? Nay chủ Kiệt bán nhiều đồ nữa nè. Bạn Kiệt bán cho cái kẹo đi. Đó, bạn Kiệt giới thiệu cho các bạn có kẹo gì vậy? Đây quá trời kẹo luôn các bạn ơi. Này kẹo gì đây? Bạn búp bê kẹo gì đây? Cho kẹo con bò sữa đi. Cho cái kẹo bò sữa nha. Kẹo là bổ sô-cô-la hay kẹo bò sữa thường? Sữa có sô-cô-la đó. Sô-cô-la đây. Lột ra giùm luôn đi. Cho búp bê ăn. Búp bê đâu lột được đâu. Ngon quá các bạn ơi. Rồi cho miếng nha. Nhâm. Ở đây có bán xúc xích không? Đâu xúc xích lắc đâu? Cái hai loại, một loại trắng và một loại lắc. Rồi vậy cho một loại lắc đi. Rồi ông chủ Kiệt lắc giùm luôn nha. Ông chủ Kiệt ơi, có cái mái nhà đẹp dữ hả? Mua nhiêu ông chủ Kiệt? Mua 1 triệu. Cái nhà này mua 1 triệu lận hả? Các bạn ơi đi xem coi hả, ông chủ Kiệt này bán cái gì vậy? Trời ơi, đồ chơi búp bê nè. Xe nữa. Trời ơi, có xe đổ bê tông đó nè, xe cứu quả luôn nha, đẹp quá. Ở búp bê này tiên cá luôn hả? Búp bê công chúa nữa nè, đẹp quá, hồi mua về hết luôn. Xong chưa ông chủ Kiệt? Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn xúc xích nha, ngon lắm á. Bây giờ ông chủ Kiệt sẽ đổ xúc xích ra nha các bạn. Rồi lắc lên cho mình ăn nha. Mình thèm xúc xích lắm á. Có ai thèm xúc xích không? Ông chủ Kiệt thèm ăn xúc xích không? Thèm hả? Chú ăn ké hả? Xin chào các bạn, mình là búp bê Ali nha. Búp bê Ali thèm ăn lắm nè. Đó, ngủ, thức dậy. Rồi, ăn xúc xích thôi. Thèm quá, thèm chảy nước miếng luôn. Xong chưa ông chủ Kiệt ơi? Phải lắc lên rồi các bạn ơi.
Rồi bây giờ chú Kỳ sẽ lắc xúc xích lên nha các bạn. Lắc lên là mới ăn được lận. Để chú đều nha. Rồi, được chưa ông chủ Kiệt ơi? Chưa. Chưa hả? Rồi, xong rồi. Wow, rồi cho một cây ăn đem về nhà ăn luôn nha. Ăn một cây thôi, không được ăn nhiều. Rồi, năm năm năm. Rồi, chú Kiệt ăn trước luôn rồi. Năm 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 năm. Năm 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 năm. Rồi, ngon quá các bạn ơi. Thôi no rồi, búp bê về nhà ngủ nghe mấy ba ông chủ Kiệt nha. Bye bye. Ngày mai lại cho tiền nha. Rồi các bạn ơi, nay bạn Kiệt hả? Có một cái căn nhà bán hàng này rất là đẹp nha. Rồi bây giờ ông chủ Kiệt sẽ ra giới thiệu cho các bạn các món hàng này nha. Đâu, nay bạn Kiệt bán cái gì vậy? Bán hai chiếc xe. Đây, hai chiếc xe này các bạn ơi. Để cứu quả và xe đổ bê tông. Đây là quần áo búp bê. Và búp bê có quần áo luôn nha. Bà xúc xích chấm. À, xúc xích chấm nữa. Wow, kẹo gì vậy? Kẹo múc em bé. À, kẹo múc em bé hả? Đây là kẹo đủ màu nha. Wow, kẹo đủ màu luôn các bạn ơi. Đây là kẹo múc á. Đây là kẹo bún mùa. Rồi còn gì nữa không chú Kiệt? Còn sô-cô-la thành chiếc xe. Đâu, sô-cô-la thành chiếc xe đâu? Xe. Wow, sô-cô-la đẹp quá các bạn ơi. Quá trời sô-cô-la luôn nè. Wow, cái này là cái gì vậy? Là con quay. À, con quay hả? Trời thích chơi con quay lắm á. Lấy ra chơi thử một cái nha. Chơi làm sao ông chủ Kiệt ơi? Dặn vô, rồi cho các bạn ơi, bây giờ ông chủ Kiệt sẽ chơi thử con quay nha. Ai muốn mua gì chạy qua đây mua nha. Đây là một căn nhà liều bán hàng này, vui lắm á. Wow. Ủa, nó có đèn luôn hả? Có đèn luôn. Hay quá, con quay này nhiêu tiền hả? Con quay này 10.000 một cái. À, các bạn ơi, con quay này có 10.000 một cái thôi, rẻ lắm. Rồi ông chủ sẽ quay con màu vàng nha. Rồi nó chạy cũng lâu ghê quá các bạn ơi. Đây mình sẽ dặn hết ga luôn. Dặn hết ga luôn hả? Rồi hết rồi các bạn ơi. Rồi hết cút rồi đó. Wow, nó xoay vòng mạnh quá. Trời, có bé búp bê nữa hả? Có sao đâu. Đây là búp bê con. Rồi cắt mình luôn nha. Đây búp bê em bé, búp bê công chúa đó. Quả búp bê này tiếng cá đẹp quá trời kìa các bạn ơi. Trời, hôm nay ông chủ Kiệt có cái bộ máy đồ chơi nè, hay quá, cái nhà hay nữa. Rồi quay dần rồi hả? Ê các bạn ơi, ông chủ Kiệt đi ngủ rồi hả? Rồi ngủ chưa hả? Đây các bạn ơi, vô mình coi cái lều bán hàng của ông chủ Kiệt nha, coi lần nữa rồi mình nghỉ nha. Đây là một cái lều bán hàng nè, bên trong trời, bên trong rộng dữ hả? Rồi nào xuống ngủ luôn, có thảm im quá à. Thảm từ lâm cù nha các bạn. Quá wow, thảm lâm cù luôn, im lắm á. Ấm nha thôi, đóng cửa thôi. Rồi đóng cửa thôi, rồi đi về các bạn ơi, cho ông chủ Kiệt ngủ đi, ngày mai anh qua mua hàng nha.